Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 16 tới 24 độ. Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang nhiều mây có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Đà Nẵng ít mây ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhiều mây có mưa, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày nắng, nhiệt độ từ 20 tới 32 độ. Thủ đô London, Vương quốc Anh ngày nắng, nhiệt độ từ 12 tới 25 độ. Thành phố New York, Mỹ trời nắng, nhiệt độ từ 16 tới 31 độ, 6 tới 30.